Xin thưa bà con, hôm nay chạy Trường Quế Hai Ngôn Vĩnh Long, tôi là Hai Ngôn, tôi xin chia sẻ với tất cả bà con một cái đoạn video ngắn. Là cái trọng tâm của đoạn video này là cái phân bò tươi của mình đó, nó có quan trọng không ha. Nhưng điều không biết những cái bà con nuôi bò chỗ khác thì thấy cái phân bò nó không quan trọng, nhưng điều đối với chỗ cái trại bò của tôi, trại Trường Quế tôi, thì cái phân bò nó rất quan trọng trong cái lĩnh vực nuôi con Trường Quế, và nó là cứu cánh cho gia đình. Thì bà con thấy đây, tôi quay sơ sơ cái cảnh này, là cái này bên đây là cái bò đực này của mấy đứa em của trường đại học Cần Thơ, nó qua nó hợp tác với tôi, nó làm nó trộn những cái thức ăn phụ phẩm của nông nghiệp sau thu hoạch, có nghĩa là sau thu hoạch có nghĩa là rơm rạ và cái dây khoai lang, chặt khoai lang để em xay ra, em phối trộn với một số cái đạm thực vật khác để cho cái thức ăn của con bò. Thì bà con thấy đây ha, em nuôi mấy đứa em nuôi rất là thành công, bà con thấy đây. Đi qua bên này thì cái bên này là cái chỗ này là chỗ bò cái sinh sản của tôi ha, bà con thấy mà giấc này khoảng 15 giờ thì tới bò nó ăn chiều. Thì bà con thấy mình nuôi con bò cái sinh sản, bất cứ mình nuôi con gì thì trong cái chuồng trại mình bao giờ cũng phải sạch sẽ ha. Bà con thấy cái trại của tôi như vậy thì nó cũng tương đối là sạch. Bà con đi với tôi, đi ra đây là cái này là cái đứa cháu nó đang xúc cái phân bò tươi để tôi cho một đứa em, nó mua cái sinh khối Trùng Quế của tôi, nó nuôi lâu rồi nhưng điều nó không có được cái phân bò. Tôi cho nó cái phân bò nhưng điều nội mà cộng cái tiền xe mà vận chuyển mà từ bên tôi là từ cái huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long mà qua tới cái huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ, thì cái tiền xe mỗi một tấn phân bò nó đội lên khoảng 700-800 ngàn. Thì bà con thấy là như một ký phân bò tươi là khoảng 700-800 đồng, cả ngàn đồng bạc rồi. Rồi con thấy phía bên tay trái tôi đây là cái học này là nuôi Trùng Quế đơn giản, theo kiểu đơn giản. Bà con cứ luyện phân bò vô như thế thôi, rồi bà con bỏ cái sinh khối Trùng Quế lên trên thì bà con sẽ được một số lượng cái phân Trùng Quế nhất định và cái con trùng thịt để cho lương cho cá bà con ăn. Thì bà con thấy đây, qua đây thì đây là một đứa em với một đứa cháu đang xúc cái phân bò này, bà con thấy đó ha, xúc phân bò tươi, xúc phân bò tươi vô bao như thế này để ngày mai là tôi đi giao cho cái đứa em ở bên Phong Điền là một tấn phân Trùng Quế để em bón vô cái cây sầu riêng của em trồng là Moskin của Mã Lai, thì em trồng cũng khoảng được 15 tháng rồi. Còn đây là cái phân bò tươi, nếu bà con thấy đây, cái phân bò tươi thì hàng ngày trong trại tôi nếu tôi có dư ra thì tôi bỏ ra như thế này, rồi tôi luyện cái sinh khối Trùng Quế lên trên, thì cái con Trùng Quế nó ăn dần dần, nó đào thải dần dần xuống, thì bà con sẽ được một cái lớp phân và một cái lượng trùng thịt nhất định. Thì bà con nào có nuôi con Trùng Quế đó, thì bà con biết bà con đầu ra bà con như thế nào. Nếu cái đầu ra cái phân Trùng Quế và cái con sinh khối Trùng Quế bà con gặp khó khăn thì bà con cứ điện thoại cho tôi, vô cái số điện thoại là 0986 203 159, tôi sẽ tiêu thụ và tôi bao cái đầu ra cho bà con nha, bà con cứ yên tâm phần đó. Còn tôi cũng nhắc lại với bà con thì trong cái thời gian này là thời gian mùa dịch Covid, thời gian cách ly giãn cách xã hội, nhưng điều bà con nào có đam mê về cái lĩnh vực nuôi Trùng Quế mà bà con về cái tài chánh bà con hơi kém thì bà con cứ đến cái trại tôi sẽ tặng cho bà con một số sinh khối Trùng Quế nhất định để bà con về bà con sẽ nuôi ha. Cái phần đó là tôi sẽ tặng cho bà con sẽ yên tâm phần đó. Bà con nào mà có nuôi bò đó mà với nuôi muốn nuôi Trùng Quế thì cứ liên hệ cho tôi ha, ở số điện thoại tôi mới vừa nhắc đó,
thì 0986 203 159 tôi là Hoài Ngon. Tôi sẽ chia sẻ và tôi chỉ cách để cho bà con nuôi được cái con trùng quế để thành công tốt nhất. Trước khi kết thúc cái đoạn video, tôi xin chúc tất cả bà con mọi miền đất nước được nhiều sức khỏe, nhiều vạn sự như ý để mình phấn đấu qua cái dịch Covid-19 này nha. Tôi xin chào tất cả bà con.